Nhật Kim Anh, bây giờ tôi có tất cả mọi thứ trừ con trai mình. Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc thường xuyên xảy ra tranh chấp về việc giành quyền nuôi con. Sau hơn 2 năm kiện tụng, nữ diễn viên đã quyết định buông bỏ thử kiện để con trai có cuộc sống tốt nhất. Tuy nhiên gần đây cô nàng vô cùng nghẹn ngào khi nhắc về việc phải sống xa cậu quý tử. Nhật Kim Anh đã tham gia một buổi tọa đàm về Phật Pháp. Tại đây cô đã có những chia sẻ về cậu con trai của mình. Nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa cho biết tòa án đã đưa ra quyết định cô thẳng kiện và giành được quyền nuôi con thì gặp ngay đúng khoảng thời gian giãn cách xã hội nên không đưa quý tử về nhà. Sau đó lại có chuyện xảy ra khi Nhật Kim Anh lại không thể đưa con trai mình về. Mặc dù nữ diễn viên đã mua thêm căn biệt thự mới và xây dựng cho hẳn một căn phòng hoành tráng dành cho quý tử nhưng tiếc rằng bé không thể về được. Khi ấy cô chấp nhận không tranh giành quyền nuôi con vì đảm bảo cho bé một môi trường phát triển tốt. Nhật Kim Anh nghẹn ngào chia sẻ đối với tôi, con trai là cả một cuộc đời, tôi làm rất nhiều điều, đến bây giờ phút này tôi có được tất cả mọi thứ trừ con trai mình. Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh còn cho biết thêm, tuy rằng tôi được gặp con, tuy rằng tôi được ôm con, nhưng nó hoàn toàn không về với mình và không sống cùng mình. Đó chính là điều nhức nhối nhất trong lòng của Nhật Kim Anh. Được biết hiện tại cậu con trai của Nhật Kim Anh đang sống cùng ba và nhà nội tại Cần Thơ. Cứ mỗi cuối tuần, nữ diễn viên đều phải vượt quãng đường xa để về thăm con. Trước đó, giọng ca Mưa Đá Tạnh cũng đã chia sẻ về việc chấp nhận sống xa con để bé có môi trường khôn lớn tốt nhất. Cô tâm sự, dành qua dành lại, người tổn thương nhất chính là con mình. Tại bạn không thể chứng kiến và nghe những câu nói xót xa lắm. Nên thôi, nếu Kim Anh thua mà sống tốt, Kim Anh chấp nhận. Giờ tin lớn rồi, hiểu biết được, nên thôi giữ được gì thì giữ. Lắng nghe những chia sẻ của Nhật Kim Anh khiến nhiều khán giả xúc động và đồng cảm với việc cô phải sống xa con. Ai cũng mong rằng khi lớn lên nhóc thì sẽ hiểu được những việc phụ huynh làm ở hiện tại thay vì trách móc vì sao mẹ không bên cạnh con nhiều hơn.